Anh em có nhu cầu muốn đến Ngọc Dầu online thì hãy nên shop ninhlamoti.com nhá. Shop mới khai trương nên giảm giá cực kỳ là kịch liệt luôn, lên đến 40% giá trị shop khi nạp bằng ví. Anh em cũng có thể có mặt trong top nạp thẻ và những cái mộc giam giom cực kỳ là giá trị. Anh em săn nick 60 tỷ, 40 tỷ hoặc là những nick với giá là 1 đồng thôi, top nạp thẻ sẽ trao thưởng vào cuối tháng. Hello anh em nhá, chào mừng anh em đến với channel mình là ninhlamoti đây. Thì hôm nay mình sẽ cho anh em biết một cái con Acnamex. Con này thì bán trên shop ninhlamoti.com của mình với giá là 1 triệu. Nhưng mà nếu mà anh em mà mua qua Facebook Zalo mình thì mình chỉ để cho anh em là 720.000 ví thôi. Còn nếu mà anh em mà mua qua Facebook Zalo mà có cạc ấy, thì mình chỉ lấy anh em là 850k cạc thôi. Rất là rẻ, chỉ 850k cạc thôi. Cực kỳ là rẻ luôn. Mình khẳng định với anh em con nick này rất là ngon, bởi vì ở đây mình đã có cho nó là một cái găng hủy diệt là cấp 7. Cấp 7 và 9%. Anh em về có thể là sẽ đập thêm là thành 12%. Và ở đây là có cái giáp luyện tập cấp 3 rất là ngon anh em ạ. Ở đây mình sẽ cho anh em xem là cái HP hiện tại của nó đang là triệu 2. Sức đánh rất là đẹp, 5555 rất là đẹp luôn anh em ạ. Ở đây thì mình sẽ đi ăn con dương 11 và sẽ không cần dùng đồ anh em ạ. Ở đây thì toàn đồ cùi thôi. Đồ này là đây hai cái này là cái để hút máu thôi, không có set sức đánh anh em ạ. Đệ thì không có ấy gì cả. Đây ở đây thì có thêm bui bui này, với cả Ken con này, với cả Chi Chi này. Chi Chi VIP hay con này VIP nhỉ? À, Chi Chi VIP hơn anh em ạ. Nhưng mà Chi Chi nó không có cái những cái đồ kia. Đấy, anh em thấy HP tăng một ít này. Đấy, anh em thấy HP tăng ở đây thì Drago vô hình bông băng với cả Zadat, nói chung là đủ để úp. Anh em úp thoải mái. Ok. Ở đây mình lại không có cung nộ rồi. Nhưng mà mình sẽ thử không dùng cung nộ để mà ăn dương 11 xem là mình có ăn được không anh em nhé. Ôi trời ơi, không ăn được đâu anh em ạ. Con này khả năng không ăn được. Bởi vì nó rất là cùi, thế này là không ăn được anh em ạ. 117.000 sức đánh không ăn được anh em ạ. Nếu mà con này mà với cái sức đánh này mà ăn được thì gọi là quá đẳng cấp luôn. Mình nghĩ là không ăn được đâu anh em ạ. Bởi vì sức đánh nó khá là cùi. Sức đánh chỉ hơn 100.000 thôi. 117.000 khá là cùi. Sức đánh này ăn được thì quá là đẳng cấp anh em. Nếu sức đánh này thì anh em phải kẹp kẹp thỏ. Nhưng anh em hỏi mình là sức đánh 120.000 có ăn được không? Ăn được anh em nhá, 120.000 ăn được, kẹp thỏ vào ăn được. Kẹp thỏ vào là nó rơi vào 140 mấy nghìn rồi, ba mấy nghìn rồi, gần 40 rồi còn gì nữa. Kẹp thỏ ăn được tốt anh em ạ. Đây ở đây mình có 117.000 thôi và mình cũng cố gắng xem là có ăn được không nhá. Ở đây mình show cái một số phần cho anh em, nội tại là 15% liên hoàn. Được cái nội tại khá là ngon anh ạ, đấm 220 mấy nghìn thế này mình nghĩ là không ăn được anh em. Đấm có hơn 200 nghìn này thôi mình nghĩ không ăn được đâu. Ok, mình sẽ bật AK lên. À, mình vừa bật AK rồi nhỉ, bật AK lại và ấn TT 100. Nếu mà với cái sức đánh này thì mình sẽ không ăn được. Anh em cứ đấm cái con mấy những cái con này thế nào mà nó rơi vào khoảng 250.000 là ăn được nhé. Nếu mà là 5 mic ấy, rơi vào khoảng 250.000 là ăn được nhé. Ở đây skin thì 7 hết rồi, skin thì con nào là những con nào anh em. Skin 7 hoặc là cùng lắm là có cái con cùi tí thì nó có cái khi năng lượng 6 kiểu thế. Đấy cũng 6 7 hết, nói chung là về skin thì anh em khỏi bàn bởi vì nó cũng nhang nhác như nhau. Ở đây thì mình không hề có cùng nộ nha, mình không ăn cùng nộ. 117.000 sức đánh không ăn cùng nộ. Trên shop Ninh Nam 1 tỷ của mình dạo này đang bán rất là nhiều nick anh em ạ, mình cập nhật no nick rất là nhiều. Hiện tại thì giá nick trung bình của tất cả thì nó cũng lên, thế nên là shop mình nó cũng lên so với cả đợt trước. Nhưng so với mặt bằng chung thì mình vẫn cam kết giá rẻ hơn mặt bằng chung rất rất nhiều. Giá có khi chỉ bằng 1 phần 2 những shop khác thôi. Những shop khác bán rất là nhiều nick, mà ví dụ những shop khác bán những cái nick mà 300 nghìn mà chả được khuyến mại gì cả thì sang shop mình chắc chỉ 200 nghìn mà còn được cả khuyến mại nữa. Khuyến mại qua ví thì chỉ còn 140 nghìn thôi. Đấy thì shop mình rẻ chỉ bằng một nửa shop khác thôi. Anh em hãy lên shop nick nào 1 tỷ.com để ủng hộ mình nha. Shop mình bán nick mắc rẻ mắc uy tín, dễ mua dễ bán. Khi em mua vào được khuyến mại, khi em bán ra được hoàn tiền. Quá là ngon luôn, nói thật với cả anh em nhé. Chưa thấy có một cái shop nào mà gọi là làm ăn gọi là chuyên nghiệp mà đẳng cấp giống như shop mình. Đây không phải tự khen nhưng mà nhưng mà thấy là nó cũng cũng hợp lý. Mỗi tội shop mình là nó hơi ít nick thôi, thế nên là mình mới phải nhập thêm rất là nhiều nick. Và hiện tại nhập nick thì đa số là anh em, nhiều anh em bị ảo giá lắm anh em ạ, nhiều anh em bị ảo giá lắm. Đôi khi cái nick chỉ đáng là 200 nghìn thôi nhưng mà anh em ảo lên phải 350 400, thật sự luôn. Bây giờ rất nhiều như thế. Ui rồi nó lại còn choáng mình nữa. Quả thật là 117k sức đánh thì khá là khó ăn, thực sự là khó ăn. Với cái sức đánh rất là cùi này thì nó khó ăn lắm anh em ạ. Ok, bây giờ mình đánh đi con lưu lưu rồi. Nếu mà mình mà ăn được với cái sức đánh là 117.000 này thì quá là đẳng cấp luôn. Thực sự là nếu mà anh em mà sợ fit, ôi
HB khá là trâu anh em ạ. Thực sự nếu mà anh em mà sợ fit cái Dương 11 này ấy, thì mình nghĩ là anh em cũng 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 không sợ lắm đâu. Bởi vì khi mà anh em mua cái nick Dương 11 này ấy, thì anh em mua cũng có đáng bao nhiêu đâu. Cũng tầm là khoảng 350.000 một ác, gọi cho 360.000 một ác đi. Đấy là đắt, còn rẻ thì chỉ tầm 250, dao động 250 350. Nhưng mà nếu mà anh em mà bán đi thì mình hoàn tiền lên đến 90%. Thực ra anh em trả lỗ. Mà trong cái thời gian mà anh em chơi đến lúc mà fit ấy, nếu mà có fit thì cũng thừa sức anh em hoàn được 90%. Đúng không? Ví dụ là một tháng anh em đi một tháng, một ngày là lãi 1.500 thì anh em chỉ đi 20 ngày là anh em có thể được 30.000 rồi, mà 30.000 thì thừa sức anh em có thể bù lại được cái 10% hoàn tiền. Nên là anh em không phải lo về cái vấn đề đó. Bởi vì shop mình làm ăn là uy tín, anh em không phải lo cái vấn đề đó đâu nhé. Thực sự là không có cuồng nộ rất là khó để mà để mà đánh anh em ạ. Không có cuồng nộ cực khó luôn. 117k sức đánh mà ăn được thì mình cũng thấy là quá là phi lý anh em ạ. Bởi vì mình đấm con này chỉ được có 200.000 thôi mà ăn được thì nó đẳng cấp quá. Mình nghĩ là không ăn được, không ăn được anh. Vậy là chốt với anh em là 117k sức đánh là không ăn được Dương 11 anh em nhé. Đấy mình cũng ngờ ngợ, nhưng mà 170k sức đánh này nếu mà anh em mà kẹp thỏ vào là ăn được nhé. Nếu mà anh em kẹp thỏ là ăn được. Thế nên là trên shop mình có rất là nhiều những cái nick trái đất mà có thỏ ấy, thì anh em có thể là mua về để mà kẹp thỏ. Nick trái đất thì anh em để chơi, còn những nick này thì anh em kẹp thỏ không ăn được anh ạ. À, phải nói là cái con Dương 11 này nó khá là trâu đấy, không 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 coi thường đâu. 117k sức đánh không ăn được, mà từ trước đến nay 117k sức đánh cũng không ăn được anh em ạ. À, thế nên mình cũng không ấy làm gì, không ăn được. Nói chung là nó phải rơi vào tầm 140k sức đánh anh em. 140k sức đánh thì anh em có thể tự tin rằng anh em sẽ ăn được Dương 11. Nhưng mà 117k sức đánh này thì anh em không ăn được Dương 11. Thôi mình sẽ tắt AK đi và chắc là mình phải đi lấy cung nộ thôi. Chứ thế này không không ăn được. Không ăn được anh em ạ. Đấy đến phút thứ 30 rồi mà vẫn chưa hiện cái vạch máu đỏ kia là không ăn được. Cũng xem. Nói chung là cho mình thêm được khoảng 50 giây nữa chắc ăn được. Không đến 50 giây, 30 giây là cũng ăn được. Mấy cả nó cái quan trọng là nó không có nhẫn thần linh anh em ạ. Có nhẫn thần linh nó chí mạng nhiều. Đấy. Nếu mà có nhẫn thần linh là ăn được anh em, 117k sức đánh này. Nếu mà có nhẫn thần linh là cũng suýt suýt ăn được ấy, không không. Ok, tiếp tục thôi nào, mình sẽ lại đi lại cái con Dương 11. Vừa nãy thì 117k sức đánh thì mình đã không ăn được. Nhưng mà nếu mà 117k sức đánh này mà có cái nhẫn thần linh mà VIP một tí ấy thì mình nghĩ là cũng cũng, cũng chớm ăn được anh em ạ. Thế nên là anh em có thể hiểu rằng là có những người người ta phàn nàn với mình là ồ sao anh ồ 160 mấy k, sao anh 140k mà anh đã ăn được Dương 11 rồi mà em là 100 cũng 45k, thậm chí 45k mà không ăn được con Dương 11. Thì bí quyết nó là ở cái nhẫn thần linh anh em ạ. Cái chí mạng này nó rất là quan trọng luôn. Cái chí mạng này cực quan trọng luôn nha anh em nhá. Không phải đơn giản đâu. Anh em mà chí mạng cao anh em ăn cực dễ, nhưng anh em mà chí mạng thấp anh em không ăn được nó đâu. Bởi vì chí mạng thấp thì anh em sẽ không thể nào mà chí mạng nhiều được. Cái nhẫn thần linh nó nếu mà nhẫn VIP nhá, nhẫn VIP có những cái nhẫn VIP lên đến 20 mấy% chí mạng, mà cộng với mấy phần trăm chí mạng gốc là 30% chí mạng. 30% chí mạng mà anh em cứ cảm tưởng là 3 phát đấm là nó có một phát chí mạng thì nó ăn vô cùng nhanh luôn. Và cộng với cả set 6 sao thì chỉ sức đánh anh em chỉ một con rất là cùi tầm 24.000 sức đánh ở chỗ này này là anh em có thể ăn được Dương 11. Không cần đệ tử luôn, không cần đệ tử, không cần bông tai, không cần một cái gì hết, chỉ cần 24.000 sức đánh ở cái chỗ này mới là một cái cải trang tầm khoảng 15% sức đánh mua ở chỗ con đảo Cá Mê ấy, là anh em ăn được con Dương 11 rồi. Set 6 sao, set 5 sao cũng ăn được ấy. Set 5 sao ăn được luôn. Nhưng mà ở đây mình nói hẳn set 6 sao luôn. Set 6 sao cộng với cả găng thần linh VIP cộng với cả một cái nhẫn thần linh VIP nữa thì anh em hoàn toàn có thể ăn được và thừa rất nhiều thời gian luôn chứ không phải là ấy. Và nếu mà anh em mà mua những cái set đó về để mà đi ấy, thì giá nó rất đắt. Ví dụ như set 6 sao của Namex thì giá nó tầm khoảng 3 triệu mấy, cộng với cái nhẫn thần linh VIP cỡ thế rồi thì nó phải tầm gần 2 triệu, triệu rưỡi 2 triệu, có cho 2 triệu đi là 5 triệu cộng với cả cái găng thần linh VIP. Mình cứ cho hẳn là 1 triệu đi, găng VIP lắm ấy. Cho hẳn 1 triệu đi là 6 triệu. 6 triệu cho một set đồ. Ok, bây giờ mình đã win rồi đấy. 6 triệu cho một set đồ. 148k sức đánh. Nếu mà anh em 6 triệu cho một set đồ để mà ăn được cái con Dương 11 này thì anh em phải cảm tưởng là nó
rút ngắn thời gian của anh em rất nhiều. Một con như này anh em có thể rút ngắn 50 giây. Mà 50 giây một con thì anh em bình thường anh em đi 4 con. 50 giây một con, bình thường anh em đi 4 con. Thì bây giờ anh em bình thường anh em đi 3 con thì bây giờ trong một cái khoảng thời gian đó thì anh em chỉ cần đi độ khoảng thì anh em đi được 4 con. Bình thường anh em đi được 3 con, ví dụ trong vòng độ khoảng một tiếng ví dụ anh em đi được 6 con đi thì bây giờ anh em một tiếng anh em đi được 8 con. Rút ngắn thời gian rất là nhiều, một tiếng đi được 8 con thì 10 tiếng đi được 80 con, đúng không? Thì 10 tiếng kia thì chỉ được 60 con thôi. Thế là chênh lệch nhau 30.000 một ngày. Thế nên anh em đừng có ngại đắt gì cái set đó cả. Nếu mà mình không có thời gian để mà bận, mình rất là bận vì mình còn phải đi làm thuê nữa, đi làm công ty nữa. Thế nên mình chỉ buôn bán cho anh em thôi. Anh em có nhu cầu mua thì mình dép 24/7 bởi vì mình đến công ty rất nhàn luôn. Mình cũng làm quản lý đấy mà mình đến công ty rất nhàn, mình chủ động được công việc. Thế nên là mình không phải lo cái nếu mà anh em mà mua vàng ngọc cái IB Facebook Zalo mình nhá, mình đang chuẩn bị bán thêm cả vàng ngọc Silver 3 nữa. Anh em xem thế nào. Nhiều anh em đấy Silver 3 không để mình bán. Mình bán thì cam kết là giá phải rẻ nhất server rồi. Mình làm cái gì giá cũng rẻ nhất server, đảm bảo với anh em luôn. Mình nạp ngọc cũng thế, mình làm gì thì rẻ nhất, lúc nào rẻ nhất server. Rẻ mà đều cả năm ấy. Đấy. Ok. Mình sẽ ăn cái ấy này. Thế anh em đừng, nếu mà anh em đã xác định đầu tư rồi thì đừng tiếc mấy cái ý. Nhưng đương nhiên có một số anh em này nó chưa có tài chính, thay vì bỏ ra 1 triệu để mà mua set đồ 4 sao 5 sao, đúng không? Thay vì bỏ ra 5 triệu để 6 triệu để mà mua một set đồ 6 sao thì bây giờ chỉ bỏ ra 1 triệu để mua set đồ 4 5 sao thôi. Còn 5 sao 5 triệu kia có thể mua được hơn 10 cái nick Dương 11. Thế thì nó tốt hơn đúng không? Nhưng mà đấy là trong ngắn hạn, còn trong dài hạn thì anh em đi có lợi nhuận rồi anh em cũng mua cái kia. Nói chung anh em phân bổ nào cho nó hợp lý, chứ còn mới đầu thì đương nhiên anh em phải mua set cùi rồi. Tiền đâu mua set VIP, thì thà mua thêm Dương còn hơn. Con nick này bây giờ mình đang bán với giá là 720k ví ở trên shop nick nào 1tỷ.com anh em lên, hoặc là 850k cạc anh em lên để xem lại nhá. Ok anh em, bye bye anh em. Anh em nhớ nào đăng ký subscribe cho mình. Bây giờ mình sẽ chọn ra bạn may mắn nhất để tặng phần thưởng là 10k shop trên shop nick nào 1tỷ.com nha. Ok, bạn đầu tiên mình xin chúc mừng bạn Hiệp Phạm đã nhận được 10k shop nha. Bạn thứ hai mình xin chúc mừng là bạn Ngọc Rồng Online 7 đã nhận được 10k shop. Anh em nhớ comment tài khoản shop bên dưới thì mình tặng tiền nha.